Trời ơi, ra cái dê nào nè anh em ơi, anh em nhìn nè, quá đẹp luôn ha. Đó, vàng khè luôn. Phải nói là đỉnh luôn em ơi. À, cái dê này ghê không? Mã nha, GF688 88 này nè. Vàng khè luôn nha. Dê quá vip luôn, đúng là máy chưa chạm nha anh em. Mình gỡ lên đầu mà nhìn mình còn hoảng luôn mà. Trời ơi, cái máy này nó mới từ đầu lòng dê nồi lửa mới tinh luôn em. Rất là đẹp nha. Đây mã nè, đó đâu. Chuẩn zin heo xe nha. Anh em nào mua cái dê này quất liền cho mình nha anh em nha.